Shopping. Trà My và Linh Hương xin kính chào quý vị. Chúng ta sẽ tiếp tục những câu chuyện liên quan tới sức khỏe. Và ngày hôm nay thì Trà My và Linh Hương muốn nhấn mạnh một chút, nếu như mà trong gia đình của chúng ta có những người đã từng có những cái triệu chứng như là chóng mặt này, choáng váng này, thậm chí là tê bì chân tay này, kể cả là người lớn tuổi hay thậm chí là người trẻ tuổi, người vận động mạnh rất là nhiều, tập luyện thể dục thể thao, thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái tình trạng này xảy ra rất nhiều. Tuy nhiên là ít ai định nghĩa được là khi gặp những cái triệu chứng đó là mình đang bị làm sao. Và có định nghĩa được đi chăng nữa thì mình đã có những cái biện pháp nào để phòng ngừa hoặc là hỗ trợ điều trị hay chưa? Thì đừng bỏ qua ít phút sau đây để Trà My và Linh Hương cùng tư vấn cho quý vị một sản phẩm của TPN nhé. Vâng thưa quý vị, đó chính là một sản phẩm đến từ thương hiệu TPN để giúp chúng ta có thể hỗ trợ hoạt huyết dưỡng não tốt hơn quý vị. Quý vị đã nghe những cái biểu hiện như Linh Hương đã vừa chia sẻ như là tê bì chân tay nè, chóng mặt nè, hoa mắt nè, và có những cái trường hợp là mình thường xuyên bị xỉu ngang đó Hương. Mà những cái lúc đó đôi khi là không có người ở nhà hoặc là mình đang đi trên đường mà mình bị xỉu trong lúc mà mình đang di chuyển chẳng hạn, thì nó sẽ rất là nguy hiểm tới tính mạng của chúng ta quý vị à. Vậy thì phải cần để chúng ta có thể phòng ngừa, hoặc nếu quý vị đang gặp những cái trường hợp này thì mình phải có những cái phương pháp hỗ trợ để điều trị quý vị ha. Thì với dòng sản phẩm ngày hôm nay sẽ hỗ trợ để giúp chúng ta có thể là hoạt huyết dưỡng não rất là tốt quý vị, nhất là những quý vị nào mà chúng ta đã bị rối loạn tiền đình rồi ha. Và một lần mình dùng như vậy đó quý vị, thì chúng ta sẽ có 3 viên cho một lần dùng là tương ứng với một ngày, và trong một hộp như vậy là mình sẽ có 60 viên. Mà ngày hôm nay chúng tôi đang mang đến cho quý vị là một bộ sản phẩm, trong đó mình sẽ có 2 hộp là tương ứng với 120 viên, tuy nhiên được mức giá tốt và còn có quà tặng nữa Hương ha. Và chúng ta sẽ tặng nhau luôn một hộp còn lại để quý vị thấy rằng là mình sẽ kéo dài được cái thời gian sử dụng. 590.000 đồng là chúng ta đã có 3 hộp rồi nha. Đúng quý rồi. Vị tổng cộng là mình có 180 viên uống hoạt huyết TPN, và quý vị cũng biết là những sản phẩm của TPN thì đã có mặt trên thị trường Việt Nam của chúng ta là gần 10 năm nay rồi, với rất nhiều những sản phẩm được ưa chuộng, được tin dùng, mua rồi lại quay lại mua tiếp. Thế cho nên hôm nay là một trong những sản phẩm như vậy mà quý vị đừng bỏ qua nhé. Số điện thoại thì cũng đã hiện thị trên màn hình rồi, quý vị cũng có thể gọi điện luôn được rồi. Còn bây giờ thì hãy cùng với Trà My và Linh Hương chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ về bộ sản phẩm này để quý vị đặt mua nhé. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 2 hộp hoạt huyết TPN. Thành phần chính: cao bạch quả, dầu hạt lanh, omega 369, natokinas, coenzyme Q10. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 2 hộp hoạt huyết TPN có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não, giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, giúp giảm các biểu hiện thiểu năng tuần hoàn não, giảm nguy cơ di chứng sau tai biến mạch máu não do tắc mạch. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 2 hộp hoạt huyết TPN phù hợp với các đối tượng người bị thiểu năng tuần hoàn não với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, đau mỏi vai gáy, chân tay, hội chứng tiền đình, người có di chứng sau tai biến mạch máu não. Sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu nên hiệu quả, an toàn trong quá trình sử dụng, chi phí cho mỗi ngày rẻ, phù hợp với nhiều người. Hãy bảo vệ sức khỏe với thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết TPN để tận hưởng niềm vui bên gia đình và những người thân yêu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy nhanh tay gọi về số tổng đài của chúng tôi để sở hữu sản phẩm chất lượng với mức giá hấp dẫn chỉ có trong khung giờ đang phát sóng. Chỉ cần chi trả 590.000 đồng để sở hữu bộ 2 hộp hoạt huyết TPN và sẽ nhận thêm một hộp viên uống hoạt huyết TPN là quà tặng giống như sản phẩm chính. Thưa quý vị, sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị là sản phẩm hoạt huyết TPN. Và ngay từ đầu chương trình thì quý vị cũng đã nhìn thấy logo của thương hiệu đúng không ạ? Thiên phúc nhân, thành công từ chất lượng. Với từng dòng sản phẩm mà chúng tôi mang đến cho quý vị thì yếu tố chất lượng luôn đặt lên hàng đầu quý vị. Vậy thì mình sẽ đặt ra câu hỏi là chất lượng rồi đó, nhưng mà sản phẩm này có công dụng nào và phù hợp với những đối tượng nào? Thì bây giờ hãy cùng với Trà My chúng ta sẽ điểm qua những biểu hiện mà nếu như quý vị gặp phải thì rất cần để sử dụng ngay dòng sản phẩm này quý vị ha. Quý vị đã từng bị chóng mặt hay chưa ạ? Rồi kèm theo đó là mình còn bị hoa mắt nè, buồn nôn nè, mất thăng bằng, ù tai, và kể cả là mình thường hay bị tê bì chân tay và đau mỏi vai gáy quý vị. Có những cái trường hợp này á, thì mình cũng sẽ có những cái phương cách điều trị. Tuy nhiên có một số người thì mình thường ỷ y á Hương, và mình sẽ bỏ qua những cái triệu chứng này luôn, và nó cứ lặp đi lặp lại, tái đi tái lại như vậy. Và đến khi mà chúng ta tìm ra những cái phương thuốc điều trị thì đôi khi nó đã quá muộn rồi, và nó đã dẫn đến những cái biến chứng khác, hoặc là thậm chí là đã ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta trầm trọng rồi quý vị ha. Cho nên với dòng sản phẩm này, Trà My nghĩ là thứ nhất á, là sẽ hỗ
hỗ trợ điều trị đối với những cái triệu chứng mà chúng ta đã gặp phải. Thứ hai, cũng là một cách để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình khi mà phòng bệnh hơn chữa bệnh quý vị nhé. Nói tới chuyện là hoạt huyết thì quý vị biết là nếu như máu huyết không lưu thông, tức là không hoạt động linh hoạt đó, thì chúng ta sẽ thấy rất dễ có cái tình trạng là cục máu đông nó sẽ tồn tại lại. Đó, và nếu như một cái đường ống nước, quý vị cứ để ý đi, chúng ta hình dung rất đơn giản như vậy, mà nó đang chạy do do, nước chảy đều đều, bỗng nhiên tắc lại bởi những bụi bẩn cặn bẩn, thì nước đến chỗ đó là dừng lại, đúng không ạ? Thì tới cái đầu vòi nước kia là nước không thể chảy ra được nữa. Có nghĩa là máu cũng không thể lên não được nữa, không thể đến các bộ phận khác được nữa. Và lúc đấy thì nguy cơ đột quỵ rất là cao. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh là với những cái công dụng của viên uống hoạt huyết TPN á, thì chúng ta thấy đầu tiên là hỗ trợ hoạt huyết, là để máu huyết được lưu thông một cách rõ ràng, dễ dàng nhất. Tăng cường cái tuần hoàn não. Đó, máu mà lên não đều là não bộ của chúng ta sẽ hoạt động và điều khiển toàn bộ các cái cơ quan trên cơ thể rất là tốt. Giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Đó, Hương vừa chia sẻ về điều này đúng không ạ? Và giúp giảm các cái biểu hiện của thiểu năng tuần hoàn não. Thiểu năng tuần hoàn não mà quý vị có hình dung là ví dụ lâu lâu mình thấy đau đầu này, mình thấy chóng mặt đó, mình xỉu ngang là như vậy đó. Và tại sao trong thời gian vừa qua mọi người lại tin dùng cái viên uống hoạt huyết TPN này? Bởi vì chất lượng đặt lên hàng đầu mà quý vị, cho nên những cái thành phần ở bên trong đó toàn là những thành phần uy tín, đó, lành tính. Và chúng ta thấy rằng là sử dụng lâu dài nó sẽ không có cái ảnh hưởng gì tới sức khỏe của chúng ta cả, nhất là những cái ảnh hưởng xấu hay là những cái tác dụng phụ. Thì đây chính là những cái thành phần có trong mỗi một viên uống hoạt huyết TPN. Quý vị có thể nhìn thấy cao bạch quả này, dầu hạt lanh này. Trong dầu hạt lanh này ấy, thì có rất nhiều omega 369, mà các cái thành phần omega này mình phải bổ sung bằng nhiều cách khác nhau, đường ăn uống, thực phẩm thì rất là khó và rất là lâu. Và trong này thì có luôn nhá. Và đặc biệt là có cái hoạt chất là natokinase và coenzyme Q10. Đó, hai cái này là cực kỳ quan trọng để cấu thành lên cái công dụng mà giúp cho các cái cục máu đông trong cơ thể của chúng ta, nếu như nó có tồn tại thì nó sẽ tan dần ra sau quá trình mà chúng ta sử dụng. Và đó là những cái công dụng chính cũng như là những cái thành phần mà chúng tôi muốn nhấn mạnh để quý vị có thể quyết định mua trong khung giờ này. Và lúc nãy thì Trà My cũng đã chia sẻ cho quý vị cách dùng đó. Một ngày thì quý vị có thể dùng 3 viên, sáng, trưa, tối. Và một lần mình dùng thì quý vị sẽ dùng trước bữa ăn hoặc là sau bữa ăn 30 phút quý vị ha. Và chúng tôi cũng có cam kết luôn là nếu như sau 1 tháng sử dụng nha, mà quý vị cảm thấy là những cái biểu hiện như là chóng mặt nè, choáng váng nè, nhức đầu nè, rồi đau mỏi vai gáy nó vẫn còn và nó không thuyên giảm, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng cam kết hoàn tiền lại cho mình luôn, bởi vì chúng tôi rất là tự tin về chất lượng của mình đó Hương. Đúng rồi, khi mà cho ra đời những sản phẩm nào đó mà đặt cái tâm huyết của mình lên á, thì chắc chắn là chất lượng chúng tôi cũng mong muốn là quý vị nhận được nó sẽ phải đáng với cái đồng tiền mà mình bỏ ra. Và thậm chí là cái số tiền mà quý vị bỏ ra ngày hôm nay tính ra á, nó còn chưa đến 10.000 đồng á. Quá đúng không ạ? Đó, để một ngày mà mình bảo vệ sức khỏe thì chúng ta nghĩ là chúng ta ăn rất nhiều sơn hào hải vị, cả trăm cả triệu bạc cho một bữa ăn cũng chỉ để làm gì ạ? Để chúng ta khỏe đúng không ạ? Để bồi bổ thêm canxi, thêm omega, thêm này thêm kia bằng rất nhiều cách cung cấp từ thực phẩm tươi, rồi chế biến, rồi nhà hàng nọ kia. Thế nhưng mà chúng ta thấy đấy, mặc dù đầu tư như vậy nhưng đã có vấn đề về sức khỏe thì ăn bao nhiêu cũng không lại. Cho nên là chúng ta cứ đầu tư bằng cách là gì ạ? Mình phòng bệnh. Nhiều khi á Mi, mình đang đứng như này này, cái mình thấy mỏi, mình lại bảo chắc lúc nãy là tại mình đứng trên giày cao gót lâu quá nên hoặc mình mỏi. Mình ngồi liên tục vì sai tư thế. Đó, xong rồi là quay qua quay lại như này tự nhiên thấy hoa mắt. Thôi mình bảo thì chắc là tại mình quay nhanh quá nên bị như thế. Nhưng mà thực ra không phải đâu nhá. Là bởi vì trong cơ thể của chúng ta đã có vấn đề. Vấn đề là gì? Là máu nó không lưu thông tốt, cho nên nó mới dẫn đến các cái tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Và có những người đang đi bình thường, đang đi tập thể dục cái tự nhiên choáng xỉu. Đó, rồi trong cái tình huống đó, nếu tiền sử trong cơ thể của chúng ta đã có sẵn những căn bệnh nào đó thì đột quỵ nó là từ đấy mà ra chứ. Tự nhiên máu không lên não nữa, không có oxy nữa, không cung cấp được bất kỳ một cái dưỡng chất nào vào cơ thể nữa. Thế là bị đột quỵ thôi, đúng không nào? Đúng rồi, thật sự là Trà My thấy trường hợp này nó ngày càng trẻ hóa nữa. Ngày xưa người ta cũng quan niệm là đối với những người mà bị rối loạn tiền đình nè, rồi những người bị mất ngủ nè, choáng váng này kia đó, là những người lao động quá nhiều, làm việc quá sức, rồi những người lớn tuổi thì mới bị thôi. Nhưng thật ra Trà My thấy là bây giờ đối tượng như là nhân viên văn phòng á, mình cũng ngồi 8 tiếng trước màn hình máy tính, đôi khi công việc của mình cũng chỉ là giải quyết giấy tờ, làm việc đơn giản thôi quý vị. Nhưng thật ra do thói quen sinh hoạt của chúng ta cũng như là do cách ăn uống, và mình không có những cái phương pháp nào để giúp sức khỏe của chúng ta tốt lên cả, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị trẻ hóa và những cái vấn đề này rất dễ gặp phải quý vị ha. Cho nên Trà My nghĩ là kể cả những người trẻ tuổi, quý vị vẫn đang còn khỏe, nhưng mình vẫn có những cái cơ hội để chúng ta có thể xây dựng cho một nền tảng sức khỏe tốt hơn với dòng sản phẩm ngày hôm nay quý vị, hoạt huyết TPN. Và Trà My khuyên là quý vị nên sử dụng đều đặn và liên tục ha, và chúng tôi mang đến cho quý vị một liệu trình lên tới
tới 180 viên để mình dùng đều đặn mỗi ngày luôn nha. 180 viên này là chúng tôi tính cả quà tặng rồi nhá. Có những cái người bạn của Hương đã uống thử rồi và chỉ sau một tuần thôi, tức là trước đó họ có những cái triệu chứng là tự nhiên chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, khó chịu lắm, mà họ trẻ lắm nha. Những người em rất là trẻ mà đàn ông trai tráng chứ không phải là phụ nữ già cả lớn tuổi đâu. Rồi đến khi uống thử cái này sau một tuần tự nhiên thấy hết. Hết ở đây là gì? Là hết những cái triệu chứng mà một tuần trước đó họ đã gặp. Tự nhiên họ ngủ ngon hơn, họ đứng lên bất chợt, ngồi xuống bất chợt, hay là những cái hoạt động mạnh á, nó không tỏ ra là không tạo ra được những cái cơn đau nhức vai gáy hay là chân tay đó. Thế là tự nhiên lúc đấy mình nghĩ ra là à, thời gian gần đây bạn ấy chẳng uống cái gì cả ngoài thế này. À, thế là có nghĩa là có công dụng, đúng không ạ? Và mình cứ tưởng những cái điều nhỏ nhoi là những cái hoạt chất mà từ những cái thành phần từ thiên nhiên, mình cứ nghĩ rằng là xa lạ quá, chưa nghe bao giờ hay là chưa tiếp cận bao giờ, làm gì có công dụng gì. Nhưng chỉ khi nào có người uống và thấy có thành quả, có hiệu quả thì chúng ta mới tin, đúng không ạ? Còn với Thiên Phúc Nhân thì quý vị cứ yên tâm là thương hiệu TPN thì đã có mặt rất là lâu rồi. Không phải là mới tháng trước hay là mới năm ngoái, mà là cả gần 10 năm nay với rất nhiều sản phẩm. Hàng triệu đơn hàng chúng tôi đã bán ra rồi, và tất cả những khách hàng đa phần đều quay lại mua tiếp. Có nghĩa là mua rồi, hết cái liệu trình đó, thấy hiệu quả lại mua tiếp. Và với viên hoạt huyết này cũng y chang như vậy. Đúng rồi ạ, chúng tôi rất là tâm huyết với từng sản phẩm của mình quý vị ha. Và đúng là như Hương đã chia sẻ đó quý vị. Thật ra đối với một số cô chú lớn tuổi á, mình rất là e ngại nói mà mình uống cái gì vào người mà nó nhiều là mình sợ lắm. Tại vì mỗi một lần mình uống á quý vị, là cái viên nó rất là to, nó đắng và kể cả nó cứng nữa quý vị ơi. Mình uống đôi khi là mình bị nghẹn ngay cổ họng này nè. Nhưng mà ở đây quý vị thấy ha, là dạng viên nang mềm, nó rất là nhỏ, và với những cái thành phần ở bên trong là chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là kỹ, cân đo đong đếm liều lượng làm sao cho phù hợp. Nếu như nói mình tự đi tìm một vị thuốc nào đó để có thể làm giảm những cái triệu chứng đó thì mình có thể tìm được một loại, tối đa là hai loại thôi, và mình cũng không biết à bây giờ mình phải dùng như thế nào, mỗi một ngày bao nhiêu lần, bao nhiêu liều và liều lượng làm sao cho phù hợp, đúng không quý vị? Cho nên chúng tôi cũng đã quy định sẵn, quy ước sẵn cho mình là một ngày mình có thể dùng 3 viên rồi, rất là dễ ha. Mà quan trọng là cái hiệu quả sau đó. Đúng rồi. Phải có thì chúng tôi mới tự tin. Và vì tự tin chúng tôi cũng dám cam kết là sau một tháng mà quý vị đang trước đó nha, mình có những cái tình trạng như chóng mặt, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, rồi nhiều khi mình bị choáng váng giữa chừng vậy đó, trẻ hay già đều như vậy hết, là nếu như sau một tháng mình sử dụng cái này mà mình không thấy những cái triệu chứng đó nó thuyên giảm thì chúng tôi sẵn sàng đền tiền lại cho quý vị. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 2 hộp hoạt huyết TPN, thành phần chính cao bạch quả, dầu hạt lanh, omega 369, natokinas, coenzyme Q10. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 2 hộp hoạt huyết TPN có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não, giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, giúp giảm các biểu hiện thiểu năng tuần hoàn não, giảm nguy cơ di chứng sau tai biến mạch máu não do tắc mạch. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 2 hộp hoạt huyết TPN phù hợp với các đối tượng người bị thiểu năng tuần hoàn não với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, đau mỏi vai gáy, chân tay, hội chứng tiền đình, người có di chứng sau tai biến mạch máu não. Sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu nên hiệu quả, an toàn trong quá trình sử dụng, chi phí cho mỗi ngày rẻ, phù hợp với nhiều người. Hãy bảo vệ sức khỏe với thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết TPN để tận hưởng niềm vui bên gia đình và những người thân yêu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy nhanh tay gọi về số tổng đài của chúng tôi để sở hữu sản phẩm chất lượng với mức giá hấp dẫn chỉ có trong khung giờ đang phát sóng. Chỉ cần chi trả 590.000 đồng để sở hữu bộ 2 hộp hoạt huyết TPN và sẽ nhận thêm một hộp viên uống hoạt huyết TPN là quà tặng giống như sản phẩm chính. Thưa quý vị, sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị là sản phẩm hoạt huyết TPN. Và ngay từ đầu chương trình thì quý vị cũng đã nhìn thấy logo của thương hiệu đúng không ạ? Thiên Phúc Nhân, thành công từ chất lượng. Với từng dòng sản phẩm mà chúng tôi mang đến cho quý vị thì yếu tố chất lượng luôn đặt lên hàng đầu quý vị. Vậy thì mình sẽ đặt ra câu hỏi là chất lượng rồi đó, nhưng mà sản phẩm này có công dụng nào và phù hợp với những đối tượng nào? Thì bây giờ hãy cùng với Trà My chúng ta sẽ điểm qua những biểu hiện mà nếu như quý vị gặp phải thì rất cần để sử dụng ngay dòng sản phẩm này quý vị ha. Quý vị đã từng bị chóng mặt hay chưa ạ? Rồi kèm theo đó là mình còn bị hoa mắt nè, buồn nôn nè, mất thăng bằng, ù tai, và kể cả là mình thường hay bị tê bì chân tay và đau mỏi vai gáy quý vị. Có những cái trường hợp này á, thì mình cũng sẽ có những cái phương cách điều trị. Tuy nhiên có một số người thì mình thường ỷ y á hơn và mình sẽ bỏ qua những cái triệu chứng này luôn, và nó cứ lặp đi lặp lại, tái đi tái lại như vậy, và đến khi mà chúng ta tìm ra những cái phương thuốc điều trị thì đôi khi nó đã quá muộn rồi. Và nó đã dẫn đến những cái biến chứng khác, hoặc là thậm chí là đã ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
chúng ta trầm trọng rồi quý vị ha. Cho nên với dòng sản phẩm này, Trà My nghĩ là thứ nhất là sẽ hỗ trợ điều trị đối với những cái triệu chứng mà chúng ta đã gặp phải. Thứ hai cũng là một cách để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình khi mà phòng bệnh hơn chữa bệnh quý vị nhé. Nói tới chuyện là hoạt huyết thì quý vị biết là nếu như máu huyết không lưu thông, tức là không hoạt động linh hoạt đó, thì chúng ta sẽ thấy rất dễ có cái tình trạng là cục máu đông nó sẽ tồn tại lại. Đó, và nếu như một cái đường ống nước, quý vị cứ để ý đi, chúng ta hình dung rất đơn giản như vậy, mà nó đang chạy do do, nước chảy đều đều, bỗng nhiên tắc lại bởi những bụi bẩn cặn bẩn, thì nước đến chỗ đó là dừng lại, đúng không ạ? Thì tới cái đầu vòi nước kia là nước không thể chảy ra được nữa, có nghĩa là máu cũng không thể lên não được nữa, không thể đến các bộ phận khác được nữa. Và lúc đấy thì nguy cơ đột quỵ rất là cao. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh là với những cái công dụng của viên uống hoạt huyết TPN á, thì chúng ta thấy đầu tiên là hỗ trợ hoạt huyết, là để máu huyết được lưu thông một cách rõ ràng, dễ dàng nhất, tăng cường cái tuần hoàn não. Đó, máu mà lên não đều là não bộ của chúng ta sẽ hoạt động và điều khiển toàn bộ các cái cơ quan trên cơ thể rất là tốt, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Đó, Hương vừa chia sẻ về điều này đúng không ạ? Và giúp giảm các cái biểu hiện của thiểu năng tuần hoàn não. Thiểu năng tuần hoàn não mà quý vị có hình dung là ví dụ lâu lâu mình thấy đau đầu này, mình thấy chóng mặt đó, mình xỉu ngang là như vậy đó. Và tại sao trong thời gian vừa qua mọi người lại tin dùng cái viên uống hoạt huyết TPN này? Bởi vì chất lượng đặt lên hàng đầu mà quý vị, cho nên những cái thành phần ở bên trong đó toàn là những thành phần uy tín, nó lành tính, và chúng ta thấy rằng là sử dụng lâu dài nó sẽ không có cái ảnh hưởng gì tới sức khỏe của chúng ta cả, nhất là những cái ảnh hưởng xấu hay là những cái tác dụng phụ. Thì đây chính là những cái thành phần có trong mỗi một viên uống hoạt huyết TPN. Quý vị có thể nhìn thấy cao bạch quả này, dầu hạt lanh này, trong dầu hạt lanh này thì có rất nhiều omega 369, mà các cái thành phần omega này mình phải bổ sung bằng nhiều cách khác nhau, đường ăn uống thực phẩm thì rất là khó và rất là lâu, và trong này thì có luôn nhá. Và đặc biệt là có cái hoạt chất là natokinas và coenzyme Q10. Đó, hai cái này là cực kỳ quan trọng để cấu thành lên những công dụng mà giúp cho các cái cục máu đông trong cơ thể của chúng ta, nếu như nó có tồn tại thì nó sẽ tan dần ra sau quá trình mà chúng ta sử dụng. Và đó là những cái công dụng chính cũng như là những cái thành phần mà chúng tôi muốn nhấn mạnh để quý vị có thể quyết định mua trong khung giờ này. Và trong khung giờ ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong là quý vị sẽ đặt hàng kịp. Và tại sao mà mình lại có một cái combo sản phẩm mà với cái số lượng như thế này? Tại vì chúng tôi muốn quý vị sẽ duy trì uống đều đặn, vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nếu như mình uống cái gì mà mình thấy là trong 1 giờ, 2 giờ mà nó có tác dụng liền, nhiều khi ở trong đó nó có rất nhiều những cái dược tính độc hại, nó lại ảnh hưởng tới cơ thể, tới sức khỏe của mình, nó gây ra nhiều tác dụng phụ từ bệnh nọ, nó lại sợ bệnh kia. Và muốn uống cái gì mà có cái tác dụng nhanh như vậy thì phải có chỉ đạo của bác sĩ nữa cơ. Cho nên hôm nay thì là chúng tôi muốn quý vị sẽ mua được bộ sản phẩm này để mình có thể dùng một thời gian dài và từ từ cảm nhận cái hiệu quả của nó. Đúng rồi ạ, chính vì vậy mà chúng tôi mang đến cho quý vị số lượng lên tới là 180 viên hoạt huyết TPN. Nếu như tính luôn quà tặng, xem như là mình mua 2 tặng 1, tổng cộng là 3 hộp cùng loại đó quý vị ơi. Nói đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Trà My và Linh Hương cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mến chúc quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe nè, sống vui, sống khỏe cùng với người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe bộ 2 hộp hoạt huyết TPN phù hợp với các đối tượng người bị thiểu năng tuần hoàn não với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, ù tai, hoa mắt, đau mỏi vai gáy, chân tay, hội chứng tiền đình, người có di chứng sau tai biến mạch máu não. Sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu nên hiệu quả, an toàn trong quá trình sử dụng, chi phí cho mỗi ngày rẻ, phù hợp với nhiều người. Hãy bảo vệ sức khỏe với thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết TPN để tận hưởng niềm vui bên gia đình và những người thân yêu. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy nhanh tay gọi về số tổng đài của chúng tôi để sở hữu sản phẩm chất lượng với mức giá hấp dẫn chỉ có trong khung giờ đang phát sóng. Chỉ cần chi trả 590.000 đồng để sở hữu bộ 2 hộp hoạt huyết TPN và sẽ nhận thêm 1 hộp viên uống hoạt huyết TPN là quà tặng giống như sản phẩm chính. V-Shopping.